con về chỗ để nhường cho người khác tiếp tục lên chia sẻ con. Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con được ba ơn lớn nhất trong đời con của chú, và con xin đến để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là con được biết đến giáo điểm Tin Mừng Lòng Chúa Thương Xót, con được hành tín cha. Ơn thứ hai là ngày 15 tháng 6, con bị một sự cố là có một khối u lớn ở trong ổ bụng. Con phải đi cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán là tai mổ của con rất là nguy kịch. Rồi gia đình con nhắn tin cầu nguyện, người xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con sau một ca phẫu thuật, bác sĩ trả lời là ca mổ của con rất là tốt và rất là thành công. Và ơn thứ hai của con là con bị ung thư buồng trứng, bác sĩ chuẩn đoán là con phải vô 8 lần hóa trị. Mỗi lần con đều đến lòng thương xót của Chúa, con xin cha đặt tay và cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm nay con lên thì kết quả của con, thầy bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm và CT lại thì kết quả của con là không còn tế bào ung thư nữa. Con đến đây để cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con có một chút quà để chia sẻ đến với những người khó khăn hơn con. Vâng, đây là bao nhiêu cái máy? Dạ, thưa cha, 15 cái máy. Vâng, cảm ơn chị nhiều. 15 cái máy để chúng tôi gửi tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi sẽ đi thăm và trong tuần lễ này những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, những bệnh nhân ở trong các bệnh viện để tặng quà Noel cho họ. Ngoài nhu yếu phẩm thì còn có những cái máy để cho họ nằm trên giường bệnh, họ nghe. Điều đó rất là quý, cũng như là gửi tặng quà cho các cha về hưu mà nhiều khi đã bị bỏ rơi hoặc là không được ai chăm sóc. Thì xin gửi tặng cho chị cái quân lịch giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Toàn con được ơn gì của Chúa? Con được ba ơn ạ.